ngày 26 tháng 10, tại bến xe miền Tây, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố tổ chức đưa hàng trăm người dân gặp khó khăn về 6 tỉnh miền Tây và Tây Nguyên. Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, quê Tiền Giang, chia sẻ: "Mấy tháng qua, gia đình tôi không có việc làm, trong khi phải nuôi con nhỏ 7 tháng tuổi, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đăng ký về quê và dự tính qua Tết mới lên lại thành phố Hồ Chí Minh để kiếm việc làm." Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Trong sáng nay, có khoảng 200 người dân ở 6 tỉnh miền Tây gồm Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau được đưa về quê. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị các phần quà gồm sữa, bánh ngọt, xúc xích, nước để tặng người dân. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ thêm cho mỗi người một túi lương khô ăn trên đường." Bộ Tư lệnh thành phố tiếp nhận thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và thực hiện kế hoạch di chuyển, duyệt danh sách, thông báo cho người dân theo hệ thống quân sự đến cơ sở. Ngành y tế thành phố sẽ tiêm bổ sung vaccine, tổ chức xét nghiệm cho người dân khi địa phương nơi đến yêu cầu trước khi người dân lên đường về quê. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, trong chiều cùng ngày, tại bến xe miền Tây sẽ tổ chức đưa 85 người về Gia Lai. Tiếp đó, trong ngày 27 tháng 10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các sở ngành tổ chức đưa 380 người về các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum. Tại đây, các đơn vị sẽ thực hiện điểm danh và bàn giao danh sách. Công an thành phố đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tập trung, tổ chức dẫn đường cho người dân về quê bằng xe cá nhân và liên hệ các địa phương trên tuyến đường đi qua để đảm bảo hành trình. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.